cha thương kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cao cách tới trường, ngay khu phố trước nhà có cụ già bán bánh thêm lần, những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay. Khói bay tóc cha trắng con dần khôn lớn, ra nhan đôi tay sạm nắng thấy cha già hơn. Nhớ những lúc tan trường chiếc xe đạp cha đón bên đường, những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì xu. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói tung chuyện cũ. Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần người nam nữ. Con kia.